biệt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trước khi kết nạp Ngân 98, câu lạc bộ mỹ nhân ham mê thi hoa hậu ao làng có những ai? Ngoài cái tên Ngân 98, Ngọc Trinh, Phi Thanh Vân hay Quế Vân cũng từng tham gia cuộc thi nhan sắc bị gắn mắt ao làng. Ngày 18 tháng 10, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin Ngân 98 đoạt danh hiệu Á hậu Miss Business Beauty World 2019, Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp toàn cầu. Việc dễ dàng đoạt ngôi Á hậu khiến nhiều người hoài nghi về uy tín của cuộc thi mà Ngân 98 tham gia. Bởi từ trước đến nay, Ngân 98 chưa bao giờ được công nhận là doanh nhân. Cô được biết đến qua ồn ào tình ái với Lương Bằng Quang, scandal ảnh nóng hay kiểu khoe da thịt lố bịch trên mạng xã hội. Chưa kể cuộc thi mà hot girl ngực khủng góp mặt, chưa có một đại diện nào nổi tiếng của Việt Nam tham dự. Điều này khiến dân mạng cho rằng Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp toàn cầu mà Ngân 98 tham gia chỉ là cuộc thi quy mô ao làng. Đặc biệt, qua hình ảnh dàn thí sinh tham dự đấu trường nhan sắc này, có thể thấy nhan sắc của họ khá bình thường, thậm chí có những gương mặt đã từng qua phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay khi khoe giải thưởng trên trang cá nhân, Ngân 98 vấp phải chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là chiêu trò mới của tình cũ Lương Bằng Quang để nổi tiếng hơn. Ai đời cho một thí sinh phẫu thuật muốn nát cái người đăng ký dự thi? Chương trình này của gia đình nó tổ chức à? Trở thành doanh nhân hồi nào không hay? Ủa, phẫu thuật thẩm mỹ nát bét rồi còn sắc đẹp gì nữa? Rồi cuộc thi doanh nhân, má này kinh doanh gì mà cả gọi là doanh nhân vậy trời? Cảm thấy mấy cuộc thi sắc đẹp này rẻ tiền sao à? Là những bình luận từ cư dân mạng. Không chỉ Ngân 98, trước đó nhiều mỹ nhân Việt cũng từng bị mang tiếng khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quy mô ao làng. Ngọc Trinh, Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2011. Năm 2011, dư luận bất ngờ khi Ngọc Trinh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu tại Mỹ. Từ khi chân ướt chân ráo vào làng giải trí, Ngọc Trinh được biết đến với vai trò là người mẫu nội y cùng những phát ngôn gây sốc trên mặt báo. Việc Ngọc Trinh đoạt giải trong cuộc thi mang tầm quốc tế khiến dân mạng nghi ngờ và mỉa mai cô là Hoa hậu ao làng. Chưa kể, người mẫu Thúy Hạnh cũng lên tiếng nhận xét Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu giống như đêm tạp kỹ bởi các phần thi quá mờ nhạt, chưa xứng tầm với cuộc thi Hoa hậu. Bỏ ngoài tai lời chê bai, nữ hoàng nội y vẫn rất tự hào về danh hiệu bản thân đạt được. Một năm sau khi Ngọc Trinh đăng quang, Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2012 tiếp tục khiến dư luận nổi sóng khi trao danh hiệu cao nhất cho Julia Hồ, một cô gái nổi tiếng với những hình ảnh ăn chơi thác loạn. Từ đây, khán giả càng thêm nản về danh hiệu mà Ngọc Trinh đạt được. Cho tới nay cũng không ai buồn gọi Ngọc Trinh là Hoa hậu theo đúng như giải băng cô được trao năm nào. Phi Thanh Vân, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Năm 2017, Phi Thanh Vân gây sốc khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ. Dù trước đó cô chưa có bất cứ danh hiệu nào tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước. Nhiều người cho rằng cuộc thi cô tham gia mang tính ao làng khi tổ chức cho các quý bà người Việt thành đạt trên toàn cầu mà chỉ có khoảng 20 thí sinh tham dự. Chưa kể trong đêm chung kết, Phi Thanh Vân khiến dân mạng cười chảy nước mắt với phần thi ứng xử đều chảy nước, lê thê không đúng trọng tâm. Đồng thời, khán giả nhận định cái mác Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ 2017 của nữ hoàng dao kéo không có ý nghĩa gì trong showbiz Việt. Việc cô đi thi cũng chỉ để cho vui và tạo thêm chiêu trò thu hút sự quan tâm của báo chí. Quế Vân, Á hậu Người Việt Thế giới 2013. Năm 2013, Hoa hậu Người Việt Thế giới diễn ra ở California với sự tham gia của 4 người đẹp đến từ Việt Nam, trong đó có Quế Vân đoạt ngôi vị Á hậu 1. Ngay khi nhận được thông tin, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có văn bản 651 gửi tới Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương làm rõ xử lý nghiêm vụ việc Quế Vân là những người khác về việc thi chui. Sau đó Quế Vân lãnh án phạt 15 triệu đồng vì tự ý tham gia cuộc thi nhan sắc mà không có cách giấy phép. Sau Quế Vân, năm 2014, người mẫu Tường Vi tiếp tục tham gia đoạt danh hiệu cao nhất tại Hoa hậu Người Việt Thế giới 2014. Cô nhận án phạt không được tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trước khán giả và trên các phương tiện truyền thông chỉ vì đi thi không xin phép.